Cho nên tôi thường xuyên nói với các đồng học, tôi vô cùng cảm kích cuộc tôn giáo quốc gia của chúng ta. Họ giúp tôi định trở lại. Bạn xem, trong nước mời tôi. Nhiều năm nay, mười mấy năm trở lại đây, thư mời đến không được, mời tôi tham gia pháp hội, tham gia hoạt động đi giảng kinh. Tôi đến Trung Quốc theo hoạt động của tôn giáo, nhất định phải do cuộc tôn giáo quốc gia phê chuẩn, lãnh đạo tỉnh phê chuẩn cũng không được, phải là quốc gia phê chuẩn thì tôi mới có thể đi. Cho nên người ta mời tôi nói bạn đi tìm cục tôn giáo quốc gia, đi tìm cục trường nghiệp, ông ấy mà không duyệt thì tôi không thể đi, đỡ cho tôi rất nhiều việc. Nếu ông ấy mà duyệt thì tôi gặp họa rồi. Còn có thể giảng kinh không? Vậy thì kinh Hoa Nghiêm không thể giảng rồi, chạy đi khắp nơi mệt chết người. Cho nên phải biết điều này. Gần đây Trung ương lại có một mệnh lệnh, thầy Thái Cô Dương của chúng ta đã được rất nhiều nơi mời đi giảng để tự quyết. Có nơi thì chính phủ phê duyệt, hiện nay có công việc này thì phải được Ủy ban Trung ương quốc gia phê chuẩn. Cho nên tôi nói với họ, các bạn có phước rồi, được Bộ trưởng Lưu giúp đỡ rất lớn. Vì sao vậy? Bản thân họ vẫn chưa thành tựu, mới học được một chút thôi. Đó không phải là tài năng gì to tát, nhất định phải có thời gian định lại để đọc sách thật tốt, học tập thật tốt. Ít nhất phải học 10 năm. 10 năm sau bạn lại bước ra thì bạn lại nhân tài đẳng cấp thế giới. Hiện nay tuổi tác của bạn lớn như vậy rồi, bạn vẫn không làm thì không được, không kịp nữa rồi. Là Phật Bồ Tát phù hộ đó. Ủy ban Trung ương có chỉ thị như vậy, chúng tôi rất đổi vui mừng. Tôi nói các bạn thật có phước báo, không cần đi đâu cả, đóng cửa lại đọc sách 10 năm cho thật tốt. Một mặt chính mình học tập, một mặt ở trong nhà giảng, không giảng ở bên ngoài. Tương lai rất có thể chúng ta thấy đều tập trung ở học công, giảng ở trong nhà giống như giảng đường này. Mỗi một giảng đường, hiện trường chúng ta đều ghi hình, đồng thời phát trên mạng, toàn thế giới đều có thể xem thấy. Chính là không đáp lại lời mời, nơi nào đó đến mời không đi nữa. 10 năm của chúng ta, 10 năm chính mình thành tựu rồi mới bước ra giảng. Hoặc là chúng ta muốn đi dạy học sinh thì chúng ta làm trường học dạy học sinh, hoặc là ở trong trường khác làm giáo viên dạy học sinh, như vậy là được rồi. Bản thân bạn không có đạo đức thật sự, không có học vấn thật sự thì không được. Tuyệt đối không phải là học được một chút thì có thể cứu được thế gian. Phải chân thật có đạo đức, phải có đại học vấn. Cho nên tôi hy vọng mỗi một người chúng ta cả đời chuyên vào một bộ kinh, Nho Thích Đạo đều được. Cả một đời chuyên công Luận Ngữ, chuyên công Mạnh Tử, chuyên công Lão Tử, chuyên công Trang Tử, chuyên công Kinh Phật, cả đời là một bộ, không thể nắm bộ thứ hai. Nhất định phải thực hiện bốn cái căn bản, bất luận là tại gia hay xuất gia thì nhất định phải thực hiện được bốn cái gốc, phải cắm thật chắc bốn cái gốc. Bốn cái gốc này chính là đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, sa di luật nghi. Phải cắm bốn cái gốc này thì mới chân thật thành tựu chính mình, thành tựu chúng sanh. Chúng tôi ở Thanh Trì đã làm sự việc này, hiện nay công đức viên mãn rồi. Mục đích là gì? Mục đích là đối với những người đang làm công tác hòa bình trên toàn thế giới, làm một thí nghiệm cho họ xem dùng phương pháp dạy học có thể đạt được. Mở hội nghị thì không được, Liên Hiệp Quốc mở hội nghị suốt 36 năm, càng mở thì thế giới càng loạn. Lần đầu tiên chúng tôi đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc, đến tận đầu não rồi, nhưng không có cách gì, phải dạy học. Phương pháp dạy học ở Thanh Trì, các bạn xem ở đó mới một năm, thật sự đã thành công rồi. Chúng tôi rất muốn giới thiệu sự việc này đến toàn thế giới.
Liên Hiệp Quốc đến tìm chúng tôi, đây là sự sắp xếp của Tam Bảo, không phải là sự sắp xếp của con người. Làm sao chúng tôi có thể tìm được họ? Họ đến tìm chúng tôi, còn cho chúng tôi phòng triển lãm. Chúng tôi làm triển lãm 3 ngày. Đại biểu của 192 quốc gia toàn thế giới. Chúng tôi đã đem thành quả tổ chức dạy học này của chúng tôi tuyên bố ở trong đại hội, mời họ đến Thanh Trì để tham quan. Sự việc này tương lai chính là mỗi một đất nước, mỗi một khu vực đi theo mô hình này để thúc đẩy, để phổ biến. Đó là việc của họ. Việc của chúng tôi dừng lại ở chỗ này thôi, không bận tâm nữa. Việc của chúng tôi là ở đây giảng kinh Hoa Nghiêm. Mấy người chúng tôi chí đồng đạo hợp không nhiều. Hiện nay có lẽ tôi nghĩ chỉ có 7 người. Hiện nay chỉ có 7 người. Chúng tôi cùng nhau học tập. Nhiều lắm chúng tôi lại mua 1-2 căn nhà, có một nơi nhỏ để sinh sống. Chúng tôi có thể lợi dụng thư viện của Đại học Hồng Kông. Có một số tài liệu tham khảo thì đến thư viện để tra cứu. Chính mình không nhất định giữ nhiều sách. Giữ nhiều sách cũng rất mệt. Mỗi ngày mỗi người thay phiên nhau, 7 người thay phiên ở đó học tập. Tương lai chúng ta đều có thể nghe đủ các loại sách. Người Hồng Kông có phước rồi.